Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn nha. Đây, hôm nay Dụng Cụ Du Lịch giới thiệu cho mấy anh chị và các bạn một cái ngẫu đèn đội đầu siêu sáng. Sắp tới mùa mưa rồi, hiện giờ cũng mưa lai rai hả mấy anh chị và các bạn. Hôm nay giới thiệu đèn pin lặn cho mấy anh chị và các bạn đi soi cá bắt ếch nha. Đây, mẫu này là loại đèn chó đại nha mấy anh chị và các bạn. Cái chó này nè, chó này là chó 10cm, chó một tấc đó mấy anh chị và các bạn ha. Chó lớn, đây. Thiết kế là bánh chữa hoàng 200W ha. Nó đèn này đi mưa nước thoải mái luôn ha, không sờ vô nước bánh chữa bạn. Đây ánh sáng vàng là bánh chữa bạn thấy không, đó ánh sáng vàng. Đây cái này ánh sáng trắng nè, đó ok ha bánh chữa bạn thấy không, đó ban ngày mà nó sáng khủng khiếp luôn bánh chữa bạn ha. Đó buổi tối chiếu là xa 200-300m luôn bánh chữa bạn ha. Ok anh chữa bạn nào mà cần ánh sáng vàng có ánh sáng vàng, cần ánh sáng trắng có sáng trắng nha. Ok đó, ba chế độ sáng nha mấy anh chị các bạn ha. Đây đó, thiết kế màu rằng ri, màu này màu quân đội mấy anh chị các bạn ha, ít có dơ ha, mình đi sử dụng nó ít dơ đó, sáng mạnh, thời lượng pin lâu tầm khoảng 10-20 tiếng nha mấy anh chị các bạn ha. Đó cho mình đi soi thoải mái nguyên đêm luôn. Anh chị và bạn nào có nhu cầu sử dụng đèn đội đầu siêu sáng này á thì liên hệ shop ngay lập tức nha. Đây cái mẫu này là mẫu mới nha mấy anh chị và bạn, còn cái này là thiết kế của con Sinh Sessa, thiết kế cũ. Còn cái này là thiết kế mới nè của T20 nè mấy anh chị và bạn nha. Đó. Ok anh chị và bạn nào có nhu cầu sử dụng thì alo shop nha. Đây 0817884482 nha mấy anh chị và bạn ha. Hoặc là anh chị và bạn có thể kết bạn Zalo shop tư vấn cho mấy anh chị và bạn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mấy anh chị và bạn nha. Chúc mấy anh chị và bạn nào đi soi ếch bội thu hoặc là đi soi cá gặt hái được nhiều thành công nha mấy anh chị và bạn ha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Nhớ đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ shop nha mấy anh chị và bạn ơi.